Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Khả năng lãnh đạo có phụ thuộc vào tính cách của bạn, bạn là người sống nội tâm hay hướng ngoại? Đừng lo lắng nhé, tính cách không hề quyết định khả năng lãnh đạo của bạn, tôi là một người sống hướng nội. Trong những khoảng thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc của một tập đoàn lớn và một doanh nghiệp trẻ tuổi, cá tính này đã gây ra nhiều trở ngại cho tôi trong công việc. Sự hướng nội, kẻ thù không đội trời chung. Một ngày nọ, tôi có một cuộc gặp riêng với một quản lý dự án trong công ty. Cô ấy thú nhận rằng cô ấy không mấy thiện cảm với tôi, người sếp tồi nhất cô ấy từng gặp, và cô ấy muốn thôi việc. Sau một hồi, tôi đã thuyết phục được cô ấy ở lại với doanh nghiệp bằng cách nói lời xin lỗi. Khi đó, tôi nghĩ rằng sự bất mãn của cấp dưới là do lỗi ở tôi. Tôi không thường xuyên quảng giao và quan tâm tới nhân viên. Dù bận bịu tới đâu, cá tính trầm lặng thực sự có ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ của tôi. Và tôi không phải là người lãnh đạo duy nhất ở trong tình cảnh này. Tuy nhiên, tôi có một tin tốt cho bạn. Tính cách không hoàn toàn quyết định khả năng lãnh đạo của bạn đâu. Bất kể bạn là người sống hướng nội hay hướng ngoại, những kỹ năng lãnh đạo đều cần được học hỏi, tiếp thu và rèn luyện. Một kỹ năng được trau dồi. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Kim Kozis, đồng tác giả của cuốn Thử thách lãnh đạo, và một nghiên cứu về mối liên hệ giữa tính cách của người chủ doanh nghiệp với khả năng lãnh đạo. Kozis cho rằng khả năng lãnh đạo là những kỹ năng bất kỳ ai cũng có thể học được bằng tham vọng được phát triển và sẵn sàng thực hành. Điều này. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Này, đúng với cả những người sống hướng nội và hướng ngoại, mỗi người đều có cách học hỏi, ra quyết định và tạo động lực riêng, nhưng họ đều có khả năng trở thành những người lãnh đạo điển hình. Mỗi cá tính sẽ dẫn tới phong cách lãnh đạo khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng mình cần ăn to nói lớn, hùng biện một cách thuyết phục khi truyền đạt tầm nhìn của mình cho nhân viên. Nhưng nhân viên không mấy thiện cảm với tôi bởi sự thu mình và tính cách có vẻ lạnh lùng của tôi. Trong khi tất cả tôi cần làm là giao tiếp với họ thường xuyên mà không cần cố gắng tỏ ra quảng giao giả tạo. Những lãnh đạo hướng ngoại thường thể hiện niềm đam mê của họ một cách mãnh liệt. Trong khi những người hướng nội thường có những cuộc trao đổi nhỏ và thân mật để truyền tải thông điệp của mình. Kozis giải thích, với 12 năm kinh nghiệm của một nhà báo, tôi thường cảm nhận được sự kết nối rõ ràng với nhân viên qua những buổi cố vấn cá nhân nhằm trao đổi về nhu cầu và mong muốn của họ. Có một sự thực thú vị rằng tôi rất có tài định hướng tầm nhìn. Tôi đã góp phần phát triển quy mô của các tổ chức lớn nhỏ và đạt được rất nhiều thành công trong các cuộc thương lượng với khách hàng. Trên hết, phần lớn các cuộc họp thương lượng chỉ gồm có tôi và một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp khách hàng. Bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng có thể trau dồi kỹ năng truyền tải tầm nhìn của mình. Những người hướng ngoại sẽ chủ động thể hiện tham vọng của mình với nhân viên trong các buổi bàn luận động não, và thường ít gặp khó khăn khi tiếp thu nguyện vọng và ước mơ của người khác. Ngược lại, những người hướng nội thường tưởng tượng về viễn cảnh tương lai trong đầu hay chia sẻ về ước mơ của mình trong những cuộc hội thoại nhỏ. Họ cũng là những người rất chu đáo và luôn quan tâm tới nhu cầu cũng như nguyện vọng của người khác. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.